Bạch sư cho con hỏi, nếu không thiền định thì phương tiện nào khác để chứng các quả vị? Thì quý vị phải thực hành thiền quán. Còn nếu như cái câu hỏi thiền định của quý vị mà bao gồm chỉ và quán luôn á, tức là làm sao để tôi không thực hành chỉ quán mà tôi vẫn chứng đắc các quả vị, thì điều kiện là có. Với điều kiện đó là mình tu dữ dội lắm từ nhiều kiếp trước rồi, kiếp này không cần tu nữa. Kiếp mình đã hành thì mình hành rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa kịp chứng, thì đời nay mình không cần hành nữa, bởi vì đủ rồi. Mình chỉ cần chờ cái duyên thôi, ai đó khều nhẹ cái là chứng. Nhưng mà xin thưa, nếu mình thì mình đã sanh vào thời Phật rồi, không sanh vào thời này đâu, cho nên làm ơn ngồi hít thở giùm sư.